Dưới bầu trời này không có gì là bí mật. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra. Tôi xin anh hãy nhớ rõ điều đó. Vô đây nè con. Dạ. Mẹ, ai để cho cô này vào nhà vậy? Chị Tư. À con. Sao lại mở cửa cho người lạ vô nhà vậy? Là mẹ. Mẹ biểu chị Tư mở cửa đó. Mẹ, sao mẹ lại cho người lạ vô nhà? Đăng Duy à. Đăng Duy, chính cô gái này lần trước á. Lần trước? Có lần trước nữa sao? Đúng rồi. Lần trước cô ta làm gì hả chị Tư? Hôm lần trước á, chị Tư dẫn Mỹ Ngọc đi siêu thị. Chính cô ta dụ dỗ Mỹ Ngọc đi theo cổ đó. Không có, chỉ là tôi thấy cô bé khóc cho nên tôi tới tôi giúp thôi. Dì, sao dì không hỏi đầu đuôi câu chuyện? Lại gán cho con cái tội là dụ dỗ người khác. Dì cứ hỏi cô bé ấy là biết chứ gì. Nhà này không có chào đón cô. Cô đi về đi. Đăng Duy, là mẹ mời cô ấy tới đó. Là mẹ? Ừ. Con cũng thấy rồi đó. Những ngày qua tâm trạng của Mỹ Ngọc trầm uất như vậy. Cần có người cùng trang lứa cận kề vui chơi với nó. Chứ suốt ngày ở bên cạnh hai bà già, mẹ sợ tinh thần của Mỹ Ngọc ngày càng tệ hơn. Chính vì vậy mẹ mới cho đăng báo tuyển người chăm sóc trẻ con. Sao chuyện này cô không nghe mẹ nói tới? Con đang bận trăm công ngàn việc, sao mẹ lại làm phiền con bởi mấy chuyện nhỏ nhặt trong nhà như vậy? Bác coi, con thấy rõ ràng thông tin đăng trên báo mới tới xin việc làm. Vậy mà dì với ảnh cứ làm như con là kẻ xấu. Con cố tình vô đây để cướp của và giết người gì hay sao? Là lỗi của bác, con đừng có giận nghe. Đăng Duy à, là lỗi của mẹ. Mẹ nghĩ chỉ là chuyện nhỏ cho nên không có bàn trước với con. Nhìn con dễ thương, vui vẻ hoạt bát, lại có duyên gặp Mỹ Ngọc nhà bác tới 2 lần, bác sẽ nhận con vô làm. Dạ con cảm ơn bác. Giấy tờ tùy thân. Cô bị điếc hả? Cậu chủ biểu cô đưa giấy tờ tùy thân, cô có nghe không? Bộ không có hả? Ủa? À, thì ra là anh ấy đang nói chuyện với con hả gì? Vậy chứ nói ai? Anh nói với tôi hả? Ở đây tôi còn nói với ai khác ngoài cô hả? Ồ, anh nói trống không? Ai mà biết được anh đang nói với ai? Tôi là công dân tốt, chưa có tiền án tiền sự, luật giao thông chưa hề vi phạm. Thế sinh viên? Cô là sinh viên hả? Cái này tôi đưa lộn. Tôi không còn là sinh viên vì tôi đã học xong rồi. Tôi đang trong thời gian chờ nhận bằng tốt nghiệp. Đã tốt nghiệp đại học sẽ không đi làm đàng hoàng mà lại tới đây xin chăm sóc người bệnh. Ủa? Bộ chăm sóc người bệnh là việc làm không đàng hoàng sao? Cô, ý của Đăng Duy là sao con không tìm việc làm đúng với chuyên môn mà con đã học? Cô vô nhà này với mục đích gì? Vì tiền. Tôi vô đây xin việc đó là vì tiền. Đơn giản vậy thôi mà anh cũng không biết sao? Nè cô kia, cô đừng có trả treo nữa. Cô hiểu cậu chủ muốn hỏi cái gì mà. Thì anh cũng biết đó, với một đứa mới ra trường chưa có chút kinh nghiệm nào giống như tôi, nếu xin vào làm ở một công ty may mắn lắm thì lương cũng từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, hết chi phí tiền nhà, ăn uống, xe cộ, mỗi tháng không dư được đồng nào. Mà tôi thì lại rất cần tiền trong lúc này. Mẹ tôi vừa mới mổ tim, cần rất là nhiều tiền. Bây giờ vẫn phải tiếp tục thuốc men bồi bổ. Nếu như bây giờ tìm việc đúng nghiệp vụ của mình, tôi e sẽ không lo cho mẹ được chu toàn. Trong khi đó nếu được làm ở đây, lương cũng tương đương sắp xỉ, mà lại được bao ăn bao ở, không tốn tiền đi lại. Tính ra cũng không tốt hơn sao? Ờ, nói nghe cũng phải. Còn thật là có hiếu. Đăng Duy à, Thanh Dân coi như là cũng có duyên với gia đình mình. Mà lúc gặp Thanh Dân, mẹ thấy Mỹ Ngọc vui lắm, nên mẹ nghĩ Thanh Dân là người thích hợp rồi. Vậy mẹ chính thức nhận Thanh Dân vô làm nha con. Cô không đồng ý.
Mợ chủ, tôi cũng vậy. Nhà có ba người mà hai người không đồng ý, như vậy có nghĩa là tôi không được chấp nhận. Vậy thì trả giấy tờ đây, tôi đi về. Chị đẹp, chị đẹp. Mỹ Ngọc. Chị đẹp ơi, chị đẹp. Chị đẹp tới chơi với em á hả? Chị vô đây ngồi chơi với em nè. Em nhớ chị lắm á. Bữa giờ em khỏe không? Dạ khỏe. Em nhớ chị quá trời. Đăng Duy, vậy ý con sao? Tùy mẹ. Ê, anh trả giấy tờ cho tôi. Khi nào tới làm, nhớ nộp bản sao. Anh đứng lại đó. Có liền nè. Tôi là người luôn tuân thủ pháp luật, nên tôi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ theo đúng thủ tục. Nè, chị đẹp tới chơi với mình nè búp bê. Chào chị, chào chị. Giờ ăn đến rồi, giờ từ từ. Ăn đến rồi. Mình từ từ ăn từ thôi con. Mình ăn thôi. Mẹ từ ơi từ. Mẹ ơi, chỗ này là chỗ của mẹ nè. Rồi, mẹ ngồi con gái xuống. Giỏi. Anh hai, anh hai. Từ từ, từ từ. Cái chỗ này là của anh hai nè. Anh hai ngồi xuống đây đi. Giỏi, cảm ơn. Nhanh lên, nhanh lên. Con mời bác. Cảm ơn con. Chỗ này là chỗ của em nha. Ừ. Còn cái chỗ này á là của chị hai, chị hai, chị hai. Chị hai ơi. Chị hai ơi. Chị hai đâu rồi? Em ăn đi. Chị ăn dưới chị bếp hai. Được rồi. Ngồi xuống đây nè. Chỗ này là em dành cho chị đó. Ngồi xuống đây không, đi. Chị ăn ở trong với dì Tư. Không được. Chị phải ăn ở đây. Ngồi ở đây với em nha. Chị mà không chịu á là em giận chị á. Em bỏ ăn là em chết luôn á. Em đừng có nói bậy chứ. Vậy chị ngồi xuống đây nhanh lên. À, chị... Nhanh lên, nhanh lên. Ngồi xuống. Cô đứng lên. Ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cô. Em ngồi xuống. Mau lên. Đăng Duy, con chưa ăn mà đi đâu vậy? Cả nhà cứ ăn trước đi, đừng có đợi con. À, dạ, con xin phép. Anh vừa vừa phải phải thôi. Trời đánh tránh bữa ăn chứ. Anh gọi tôi ra đây làm gì? Có gì nói lẹ lên đi. Tôi đói bụng lắm rồi đó. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ra kêu anh hai chị hai vô ăn sáng đi. Không là cái bụng nó đói đó. Đi đi mẹ, đi đi đi. Thôi được rồi, được rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên mẹ. Nè, anh có nghe tôi nói không vậy? Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ đưa đứa em khờ khạo của tôi ra làm công cụ mồi chài. Cô đừng có mộng tưởng vô ích. Cô có làm cái gì cũng không chiếm được tình cảm của tôi đâu. Bộ anh bị bệnh hả? Anh có cần tôi xin thuốc của Mỹ Ngọc cho anh uống không? Cô nói gì đó? Anh nói là tôi muốn quyến rũ anh nên lợi dụng Mỹ Ngọc chứ gì. Trời, nghe mắc cười muốn té lọt cầu luôn á. Trời đất ơi. Anh ơi anh, tôi thà cạo đầu vô chùa đi tu làm đi cô. Bây giờ có cho vàng á, tôi không thèm lấy anh làm chồng đâu. Ở đó mà quyến rũ. Cô đừng có làm ra vẻ cao ngạo. Không phải cô bày cho Mỹ Ngọc gọi cô là chị hai hả? À, thì ra là nãy giờ anh kiếm chuyện với tôi là vì tiếng gọi của Mỹ Ngọc á hả? Tôi không nghĩ là anh rảnh gì luôn á. Hay là anh có ý gì với tôi? Phải rồi, anh có ý gì với tôi cho nên mới tự gán ghép cho mình như vậy. Cô đúng là lẻo mép. Tôi không có hơi sức đâu mà đứng đây nghe cô cãi chài cãi cối. Tôi cấm cô không được dạy Mỹ Ngọc gọi cô là chị hai, vì tôi không thích. Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng dạy Mỹ Ngọc gọi tôi là chị hai. Còn anh cũng không có quyền cấm Mỹ Ngọc gọi tôi là chị hai. Tôi là con gái duy nhất của mẹ tôi.
cho nên mọi người gọi tôi là chị hai cũng là chuyện rất bình thường. Còn anh không thích là chuyện của anh. Anh không muốn Mỹ Ngọc gọi tôi là chị hai thì đi mà nói với Mỹ Ngọc. Cho dù là vì tôi hay là vì em gái anh, tôi vẫn biết ơn anh. Nhưng mà tôi xin phép được từ chối mọi sự giúp đỡ từ anh. Khi rời khỏi đây, tôi sẽ đàng hoàng nộp đơn vào một công ty nào đó, chứ không dựa dẫm vào bất cứ mối quan hệ nào đó để tiến thân. Khi chấm dứt công việc ở đây, tôi có thể thỉnh thoảng tới thăm mọi người, nếu được anh cho phép. Còn việc ăn ở tại đây, tôi xin từ chối.